Ngay cả những người lạc quan nhất như mình cũng không thể nghĩ rằng chiếc Galaxy S21 Ultra khi mới mở bán nó dao động trong khoảng 31 triệu đồng. Mà bây giờ giá của nó giảm đúng 1/3 luôn. Bây giờ giá của chiếc S21 Ultra chỉ dao động trong khoảng 20,5 triệu đồng. Vậy thì có thực sự đây là một trong những chiếc máy flop giá nhanh hay không? Hay là một chính sách để Samsung chạy đà cho việc chuẩn bị ra mắt series Galaxy Z Fold 3? Thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Thực chất ra thì đây không phải là một bước chạy đà hay gì cả, mà đây đang là một chương trình khuyến mại của Viettel Store. Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc S21 Ultra cũng như là toàn bộ những chiếc máy trong series Galaxy S21 thì anh em có thể truy cập vào đường link mình để ở bên phía dưới phần mô tả dẫn thẳng đến chuỗi hệ thống cửa hàng của Viettel Store nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá đôi chút về chiếc S21 Ultra này để xem rằng ở cái thời điểm năm 2021, chính xác là nửa cuối của năm 2021, thì chiếc máy này sẽ có những gì nổi bật. Và trong cái quá trình mình sử dụng tính đến thời điểm bây giờ nó cũng đã là gần 4 tháng rồi, thì chiếc máy này đem đến cho mình những trải nghiệm như nào? Trước tiên phải công nhận một điều, đấy là năm nay Samsung gia công phần mặt kính ở trên chiếc S21 Ultra rất tốt. Khi mà mình sử dụng chiếc S21 Ultra, mình đã từng làm rơi chiếc máy này ở một mức độ cao trung bình và nó không hề xảy ra hiện tượng bị vỡ kính. Và đặc biệt nhất ở trên S21 Ultra có một trong những cái ưu điểm, đấy chính là do có phần khung được hoàn thiện bằng thép, thế nên khi mình làm rơi máy thì nó cũng hạn chế được tối đa trường hợp bị móp. Mình khá là thích điều này. Tuy nhiên thì phần khung ở trên chiếc S21 Ultra lại tồn tại một nhược điểm, nên nó khá trơn. Khi mà mình sử dụng mình ra mồ hôi tay thì việc mà do nó quá trơn khiến cho máy của mình rất dễ bị rơi. Đây là một trong những cái được cho là một đặc trưng của phần khung viền bằng thép, mình sẽ không ý kiến quá nhiều về cái này. Có chăng nếu như tìm được cách khắc phục thì Samsung ở thế hệ S tiếp theo Samsung phải làm vuông vức, tuy nhiên thì nó lại đi ngược hoàn toàn so với triết lý của dòng S nhà Samsung rồi, thế nên mình sẽ không đề cập như này. Tiếp theo thì khi mà chúng ta đề cập đến phần hiệu năng thì đây là một trong những sự nâng cấp, và tương tự như chiếc S21 Plus thì mình sử dụng chiếc máy này nó vẫn đem đến cho mình những trải nghiệm về hiệu năng khá ổn. Tuy nhiên thì ở trên chiếc S21 Ultra khác đôi chút so với S21 Plus, đây chính là phần nhiệt độ của nó đã có sự nóng lên một cách đáng kể. Mình sử dụng chiếc máy này thì mình hoàn toàn có thể cảm nhận được độ nóng ở phần khung khi sử dụng ở trong một vài những điều kiện khắc nghiệt, và đặc biệt nhất đấy là mình sử dụng để edit video. Đây sẽ là một trong những cái được cho là một hạn chế ở trên một chiếc máy là một flagship, và gần như là một điểm mà hầu hết tất cả chiếc flagship ở thời điểm hiện tại đều đang gặp phải. Thế nên theo như quan điểm cá nhân của mình thì anh em khi mà chọn những chiếc flagship ở thời điểm hiện tại thì nên lựa chọn những chiếc smartphone gaming thay vào việc lựa chọn những chiếc máy nhỏ gọn. Mà thực chất ra S21 Ultra vẫn đem đến cho chúng ta những trải nghiệm ổn, và so với con chip Apple A14 Bionic và con chip Snapdragon 888 ở trên chiếc Xiaomi Mi 11 thì đây là một trong những mức hiệu năng mình đánh giá là tạm, mặc dù điểm số của nó có những sự thua thiệt so với những đối thủ khác. Còn đối với 12GB thì mình sử dụng, mình cho rằng đây là một sự thừa thãi. Khi mà mình sử dụng chiếc S21 Plus, mình cũng đã đề cập đến phần này rồi, và trong quá trình mình sử dụng chiếc S21 Ultra, mình không thể nào sử dụng được hết 12GB cả. Thế nên đối với mình, đây là một trong những sự bổ sung mà nếu như anh em nào cần một sự chênh lệch giữa S21 Plus và S21 Ultra để có thể nâng cấp lên thì mình thấy rằng không quá cần thiết. Nếu như anh em sử dụng dưới những nhu cầu cơ bản, nhu cầu công việc là chính thì lựa chọn chiếc S21 Plus cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Còn nếu không, S21 Ultra vẫn là một sự lựa chọn ổn. Và nếu như mà để xét dựa trên cái mà anh em nên bỏ tiền ra sở hữu chiếc S21 Ultra này hơn so với chiếc S21 Plus thì câu trả lời của mình đấy chính là về phần ống kính camera. Nhiều anh em thì sẽ bảo đấy là camera ở trên S21 Ultra thì phần cảm biến của nó vẫn gặp phải một vài những vấn đề. Mình confirm điều này khi mà cảm biến ở trên chiếc máy này khi mà quay video ở trong điều kiện thiếu sáng thì nó vẫn xảy ra hiện tượng bị nhiễu hạt khá nhiều, và đây là một trong những cái mình cảm thấy không được ưng ở trên thế hệ này cho lắm. Còn khi mà chúng ta chụp ảnh thì về cơ bản cảm biến này đem đến cho mình những trải nghiệm rất tốt. Khi mà mình zoom 100x lên thì nó vẫn hoàn toàn đem đến cho mình cảm giác khá là ổn và nó không hề bị rung lắc quá nhiều như ở trên thế hệ tiền nhiệm. Camera 108MP khi chúng ta chụp ảnh thì chúng ta hoàn toàn có thể crop ảnh lại. Thế nên đối với mình, đây là một trong những tính năng khá là hay ho, và mình thường xuyên sử dụng tính năng chụp ảnh 108MP này để có thể tạo ra được những bức ảnh vô cùng chất lượng. Điểm qua đôi chút về chất ảnh thì ở trên S21 Ultra đem đến cho mình những bức ảnh khá ấn tượng, khi nếu như anh em để ý, ảnh ở trên máy sẽ đem đến cho chúng ta khả năng chỉ thị màu sắc nó tương đối rực rỡ. Nếu như mà anh em so sánh với một vài những đối thủ khác thì chắc chắn một điều đấy là S21 Ultra sẽ đạt được cho chúng ta một độ nịnh mắt hơn nhất định. Ngoài ra có một trong những cái nữa mình cảm thấy cũng khá là ưng, đấy là về khả năng chụp ảnh selfie. Thông thường thì những chiếc máy nhà Samsung đem đến cho chúng ta khả năng làm mịn khá tốt, còn ở trên S21 Ultra, ngoài được làm mịn thì da mặt của chúng ta cũng sẽ được đẩy tông lên giúp cho da trở nên trắng hơn. Thế nên mình có thể đánh giá một điều, đấy là năm nay Samsung đem đến cho chúng ta nhiều tùy biến hơn, nhưng nó vẫn là một hạn chế dành cho những ứng dụng bên thứ ba. Có chăng là nếu như anh em sử dụng giao diện camera mặc định thì S21 Ultra mới là một sự lựa chọn phù hợp mà thôi. Rồi thì còn về màn hình thì sao? Thực chất ra thì khi mà mình sử dụng S21 Ultra, mình cũng phải khẳng định với anh em luôn, đấy là mình không bao giờ bật chế độ 2K 120Hz cả. Tại vì sao? Nó rất ngốn pin. Khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy này, nếu như chúng ta bật chế độ 2K 120Hz thì nó sẽ chỉ đem đến cho mình thời lượng on-screen dao động trong khoảng 4 tiếng cho đến 4 tiếng rưỡi. Còn khi mà chúng ta kéo độ phân giải xuống ở mức Full HD cộng thì chúng ta sẽ có được một thời lượng on-screen dao động trong khoảng 6 tiếng. Đây là một trong những cái mà mình đánh giá cao hơn và mình thường xuyên sử dụng cái đấy, vì đơn giản rằng mình có rất nhiều việc mình phải đi ra ngoài.
Thế nên mình phải duy trì được thời lượng off screen ở mức ổn định và mình có thể duy trì để nghe gọi nhắn tin chẳng hạn. Thế nên đối với mình, đây là một trong những sự cứu cánh khi Samsung có thể cho chúng ta giảm độ phân giải màn hình xuống, thậm chí là giảm cả mức tần số quét màn hình. Và cuối cùng là về pin, với một viên pin 5000 mAh chúng ta có thể sử dụng được thoải mái trong khoảng thời gian đấy là một ngày với tần suất trung bình. Và như mình cũng vừa mới đề cập, tần suất sử dụng của mình nó nằm ở mức đấy là vừa phải mà thôi. Mình không chơi game quá nhiều và mình thường xuyên lướt web này, xem YouTube, xem TikTok và nhắn tin trên Messenger. Thì máy đáp ứng cho mình được thời lượng off screen dao động trong khoảng đó là 4 tiếng rưỡi cho đến 5 tiếng, tùy thuộc vào mức độ phân giải màn hình và mức tần số quét màn hình. Thậm chí nếu như mình sử dụng màn hình 60Hz thì thời lượng off screen ở trên chiếc máy này còn tốt hơn nữa cơ. Thế nên đối với mình, với cái mức giá 20 triệu thì S21 Ultra vẫn thực sự là một sự lựa chọn tốt. Nhưng có thực sự là nó tốt hơn so với mặt bằng chung các đối thủ khác hay không? Khi mà nếu như anh em để ý thì Oppo Find X3 Pro là một chiếc máy có màn hình rất tốt. Nó còn có cho chúng ta hai cảm biến cùng độ phân giải 50 megapixel. Xiaomi Mi 11 có con chip Snapdragon 888, mặc dù nó quá nhiệt nhưng ngôn ngữ thiết kế của nó vẫn đem đến cho chúng ta một cái gì đấy sang trọng. Và tất nhiên mức cấu hình của nó thì không thua thiệt so với các đối thủ khác. Chính vì vậy thế nên để có thể đánh giá thì mình thấy rằng đây là một trong những nước đi khá táo bạo của Samsung, khi mà Samsung đã giảm giá chiếc máy này xuống để có thể cạnh tranh được sòng phẳng so với một vài những đối thủ khác, ví dụ điển hình như là chiếc Find X3 Pro hay là chiếc Xiaomi Mi 11. Còn đối với S21 Plus thì đây là một bước chạy đà cho việc đấy là cạnh tranh trực tiếp với chiếc iPhone 12 khi series iPhone 13 sắp có dấu hiệu ra mắt ở trong khoảng thời gian sắp tới. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc S21 Ultra và chiếc S21 Plus đang có mức giá giảm cực kỳ sâu? Thì anh nhớ để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì anh nhớ để lại cho chúng mình một like, một share, một subscribe, nhớ bấm chuông không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Star TV.